công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết hiện trên các trang mạng xuất hiện hiện tượng bán lại vé tàu hành khách mua vé tàu này sẽ đối diện với nguy cơ không được đi tàu hoặc là bị phạt Vé được bán lại có thể là vé khách khi mua có nhu cầu đi thật sau không đi tàu nữa hoặc đối tượng đầu cơ mua, nhất là vé đi tàu các ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sau đó bán lại hưởng chênh lệch. Với vé bán lại, giá thông thường theo thỏa thuận nhưng đa số rẻ hơn giá do đường sắt ban hành. Dù trường hợp nào, nếu khách đi tàu không đúng với tên, số giấy tờ tùy thân thể hiện trên thẻ lên tàu, đồng thời lưu trên hệ thống vé tàu điện tử, thông tin khách đi tàu phải khai báo khi mua vé sẽ không được đi tàu do đó khách mua vé thật nhưng là vé pass hoặc thẻ lên tàu sửa thông tin hành khách đều không hợp lệ vì vậy để tránh mua phải vé giả vé không hợp lệ đường sắt khuyến cáo hành khách lưu ý các quy định khi mua vé và đi tàu Thưa quý vị, Bộ Công an cho biết thời gian qua, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội trên nền tảng Facebook, YouTube, Zalo, TikTok, Instagram giả mạo và sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng thường lợi dụng các trang mạng xã hội giả mạo để có thể thực hiện ý đồ xấu, thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng, nhà nước, lực lượng công an nhân dân. Chia sẻ bài viết từ trang thông tin điện tử không phép nhằm thu lời từ quảng cáo, lan truyền thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Bộ Công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn nêu trên, theo dõi tìm đọc thông tin trên các trang mạng xã hội được xác nhận chính chủ, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân công khai trên mạng xã hội để các đối tượng có thể lợi dụng vi phạm pháp luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản.